thân chào các em thầy xin được tự giới thiệu thầy tên là nguyễn văn trường giang đến từ trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông nam việt như các em đã biết kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là một trong những kỳ thi quan trọng đối với các em và để thực hiện tốt kỳ thi chúng ta cần trang bị những kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết cho kỳ thi nguyên hàm tích phân là một trong những chủ đề quan trọng mà xuất hiện nhiều trong các đề thi của các em như vậy ngày hôm nay thầy cùng với các em sẽ ôn tập lại chủ đề nguyên hàm tích phân ở bài nội dung ngày hôm nay thầy với cùng với các em điểm qua ba nội dung sau một thầy sẽ nhắc cho các em về định nghĩa và tính chất hai chúng ta cùng ôn tập lại nguyên hàm một số hàm số thường gặp ba thầy sẽ nhắc các em về phương pháp đổi biến số đầu tiên chúng ta cùng đi vào định nghĩa cho hàm số f nhỏ x xác định trên K, với K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng của R. Hàm số f lớn x được gọi là nguyên hàm của hàm số f nhỏ x trên K nếu đạo hàm f lớn x bằng f nhỏ x với mọi x thuộc K. Để minh họa cho định nghĩa, thầy cùng với các em xét hai ví dụ sau đây. Ví dụ 1. Thầy có được là đạo hàm log lên bx bằng 1 phần x với x thuộc từ 0 tới cộng vô cùng. Theo định nghĩa ta có, hàm số f lớn x bằng log lên bx là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x bằng 1 phần x trên khoảng từ 0 tới cộng vô cùng. Ta cùng nhìn ví dụ số 2. Ta có đạo hàm của x mũ 4 bằng 4x mũ 3. Với x thuộc từ trừ vô cùng tới cộng vô cùng. Như vậy, theo định nghĩa ta cũng có là hàm số f lớn x bằng x mũ 4 là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x bằng 4x mũ 3 trên khoảng từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Như vậy thầy đặt ra một vấn đề. Đạo hàm của x mũ 4 bằng 4x mũ 3. Vậy có một cái hàm số nào khác mà khi ta đạo hàm cũng bằng 4x mũ 3 hay không? Thầy cho một ví dụ, đó là x mũ 4 cộng 1 khi thầy đạo hàm x mũ 4 cộng 1 thầy cũng cho ra 4x mũ 3 và một ví dụ khác là khi thầy đạo hàm x mũ 4 cộng 2020 cũng ra được là 4x mũ 3 tổng quát thầy có khi thầy đạo hàm của x mũ 4 cộng c cũng bằng 4x mũ 3 với c là một hàng số bất kỳ rồi các em lưu ý ha ta có đạo hàm của x mũ 4 thì bằng 4x mũ 3 nên x mũ 4 được gọi là một nguyên hàm của 4x mũ 3. Như vậy thầy cũng có đạo hàm của x mũ 4 cộng c cũng bằng 4x mũ 3 nên x mũ 4 cộng c cũng là một nguyên hàm của hàm số 4x mũ 3. Như vậy ta có định lý số 1 như sau, tổng quát. Nếu f lớn x là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x trên k thì với mỗi hàm số c, hàm số gx bằng f lớn x cộng c là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x trên k. Ta cùng nhìn định lý số 2. Định lý số 2. Nếu f lớn x là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x trên k thì mọi nguyên hàm của f nhỏ x trên k đều có dạng f lớn x cộng c với c là một hằng số. Như vậy, f lớn x cộng c c thuộc r được gọi là họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f nhỏ x trên k và thầy ký hiệu như sau họ tất cả các nguyên hàm của f nhỏ x bằng f lớn x cộng c như vậy thầy đã cùng với các em nhắc về định nghĩa của nguyên hàm sau đây thầy cùng với các em chúng ta cùng điểm qua các tính chất của nguyên hàm. Tính chất 1. Nguyên hàm của f(x) bằng f(x cộng c). Tính chất 2. Nguyên hàm của k nhân f(x) bằng k nhân nguyên hàm của f(x). k là hằng số khác không. Các em chú ý điều kiện là k phải là hằng số khác không. Tính chất 3. Nguyên hàm của f(x) cộng trừ gx tương ứng bằng nguyên hàm của f(x) Cộng trừ nguyên hàm của ZX. Hay nói một cách dễ hiểu là nguyên hàm của tổng hiệu tương ứng sẽ bằng tổng hiệu nguyên hàm. Như vậy, thầy cùng với các em vừa điểm qua định nghĩa cũng như là tính chất. Sau đây, thầy cùng với các em chúng ta nhắc lại nguyên hàm của một số hàm số thường gặp. Đầu tiên, nguyên hàm của 0 thì bằng C. Nguyên hàm của 1 thì bằng X cộng C nguyên hàm của x mũ alpha bằng x mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 cộng c alpha khác trừ 1. Như vậy khi alpha bằng trừ 1 ta có công thức như sau. Nguyên hàm của 1 phần x bằng log nê chỉ tuyệt đối x cộng c. Nguyên hàm của e mũ x bằng e mũ x cộng c. Nguyên hàm của a mũ x bằng a mũ x chia log nê a cộng c điều kiện của ta là a lớn hơn 0, a khác 1. Nguyên hàm của cos x bằng sin x cộng c, bởi vì khi ta đạo hàm sin x ta được cos x. Nguyên hàm của sin x bằng trừ cos x cộng c. Nguyên hàm của 1 phần cos bình x bằng tan x cộng c. Nguyên hàm của 1 phần sin bình x bằng trừ cô x cộng c. Như vậy thầy vừa nhắc với các em 10 công thức à, liên quan tới nguyên hàm của một hàm số thường gặp. Thì chúng ta cùng xem xét lại 10 công thức à, và chúng ta phải khắc sâu được 10 công thức này. Bởi vì trong quá trình làm bài tập chúng ta sẽ áp dụng rất nhiều. À, chúng ta cùng xét vài bài tập để chúng ta thấy được là chúng ta áp dụng công thức cơ bản như thế nào. À, chúng ta cùng đến với bài tập số 1 như sau. À, thầy trích ra từ đề Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Nguyên hàm của hàm số FX bằng x mũ 3 cộng x là ta có 4 phương án như sau. Phương án A, 1 phần 4 x mũ 4 cộng 1 phần 2 x bình cộng C. Phương án B, 3 x bình cộng 1 cộng C. Phương án C, x mũ 3 cộng x cộng C. Phương án D, x mũ 4 cộng x bình cộng 1. Như vậy quan sát bài toán, ta sẽ đi tìm nguyên hàm. Như vậy thầy sẽ đi tìm nguyên hàm như sau. Nguyên hàm của fx thầy thay fx vào thì thầy có được là nguyên hàm của x mũ 3 cộng x. Ở đây ta sẽ vận dụng tính chất số số 3 nguyên hàm của một tổng thì bằng tổng các nguyên hàm nên ta được là nguyên hàm của x mũ 3 cộng nguyên hàm của của x. Được chưa? Rồi, thầy áp dụng công thức gì ở đây ạ? À? như à, vậy thầy nhớ nhớ lại công thức là nguyên hàm của x mũ alpha bằng x mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 cộng với c nên thầy có được là nguyên hàm của x mũ 3 thầy được là x mũ 4 chia cho 4 nguyên hàm của x thầy được là x bình chia cho 2 cộng với c như vậy ở đây thầy chọn đáp án là câu à, câu a được chưa rồi các em cùng nhìn lại để chúng ta có thể vận dụng công thức cơ bản vào các bài tập ta cùng xét với bài tập số 2 tìm họ nguyên hàm của hàm số fx bằng 2x 1 nhân x cộng 3. Như vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta có áp dụng liền được công thức chưa? À chắc chắn là chưa đúng không? Như vậy giờ thầy lấy nguyên hàm của fx, nghĩa là thay fx vào ta được nguyên hàm của 2x 1 nhân cho x cộng, cộng 3. Và trong quá trình giảng dạy thì thấy các bạn làm như thế này. Nguyên hàm của 2x 1. Nhân nguyên hàm của x cộng 3 Nhưng mà chúng ta nhắc lại ha Ở tính chất 3 chúng ta có là gì ta Nguyên hàm của tổng hiệu Thì tương ứng bằng tổng hiệu nguyên hàm Như vậy ở đây chúng ta thực hiện được phép tính này không ạ à? Như vậy đó là một cách làm chưa Chưa chính xác Nên ta cùng thực hiện cách làm như sau Là chúng ta sẽ đem nhân phân phối vào Khi nhân phân phối vào thì ta được kết quả như sau Bằng nguyên hàm của 2 x bình Cộng 5 x trừ 3 như vậy tương ứng thì chỗ này thầy cũng sẽ dùng gì ta? Dùng tính chất số số 3, nguyên hàm của tổng hiệu thì bằng tương ứng bằng tổng hiệu nguyên nguyên hàm. Nên thầy có được là nguyên hàm của 2x bình cộng nguyên hàm của 5x trừ nguyên hàm của 3. Vậy chúng ta thấy xuất hiện hệ số đúng không ạ? Thì theo tính chất số 2, chúng ta có quyền đem hệ số ra ngoài nên ta được 2 nhân nguyên hàm của x bình cộng 5 nhân nguyên hàm của x trừ 3 nhân nguyên hàm của 1. Nên ta được kết quả như sau. 2 nhân x mũ 3 chia 3 cộng 5 nhân x bình chia 2 trừ 3x cộng c. Và viết lại biểu thức thì ta được là 2 phần 3 x mũ 3 cộng 5 phần 2 x bình trừ 3x cộng c. Các em cùng nhìn lại bài tập số 2. Và chúng ta cùng đến với bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Tìm hộ nguyên hàm của hàm số fx bằng 9 mũ x cộng 2 phần x trên tập r hiệu đi không. Như vậy lúc này thầy có là x thuộc r hiệu đi không. Như vậy thầy lấy nguyên hàm của fx bằng nguyên hàm của 9 mũ x cộng 2 phần x. Cũng tương tự thầy áp dụng tính chất 3 thầy cũng được là nguyên hàm của 9 mũ x cộng thầy đem hệ số 2 ra ngoài thì cũng có là 2 nhân nguyên hàm của 1 phần x. Như vậy thầy áp dụng công thức thầy có là nguyên hàm của 9 mũ x sẽ bằng là 9 mũ x chia cho lóc nê -bê của 9. Và ở đây rất nhiều em nhầm lẫn. Nhầm lẫn gì ta? Nhầm lẫn với công thức là nguyên hàm của x mũ 9 Nguyên hàm của x mũ 9 thì ta có được công thức là x mũ 10 chia 10. À chúng ta để ý ha, ở đây là hàm lũy thừa, còn ở đây 9 mũ x là hàm số mũ được chưa? Các em lưu ý là chúng ta rất dễ nhầm lẫn giữa hai công thức này. Và tương tự thì thầy cũng lấy được nguyên hàm của 1 phần x là bằng log nơi trị tuyệt đối x. Thầy nhân cho 2 nên kết quả của chúng ta được là 2 nhân log nơi trị tuyệt đối x cộng c. Như vậy để áp dụng các công thức cơ bản chúng ta cùng xét ví dụ số 4 như sau Tìm nguyên hàm của hàm số fx bằng x mũ 4 cộng 2 chia cho x bình trên tập r hiệu đi không Rồi thầy phân tích bài toán cùng với các em ha Lúc này x thuộc vào r hiệu đi không nè Rồi ta lấy nguyên hàm của fx thì thay fx vào thì thầy được là Nguyên hàm của x mũ 4 cộng 2 chia cho x bình. Được chưa? thầy quan sát ha thì ở đây mình có được là a nè cộng b nè chia cho c nè thì theo kiến thức chúng ta học ta được là a chia cho c cộng b chia cho c nên ta được là nguyên hàm của x mũ 4 chia cho x bình cộng 2 chia cho x bình. Như vậy thầy biến đổi thầy có được là x mũ 4 chia cho x bình thầy ra được là x bình thầy giữ nguyên 2 phần x bình. Như vậy thầy có nguyên hàm của x bình cộng 2 phần x bình. Như vậy, thầy cũng áp dụng tính chất số 3, thầy cũng được là nguyên hàm của x bình cộng 2 nhân nguyên hàm của 1 phần x bình. Rồi, nguyên hàm của x bình thầy được là x mũ 3 chia cho 3. Vậy câu hỏi đặt ra, thầy ơi sao cái này không có trong công thức cơ bản? Như vậy, nhắc lại kiến thức 11. Kiến thức 11 là gì? Đạo hàm của 1 phần x thì bằng trừ 1 phần x bình. Như vậy thầy vận dụng định nghĩa thầy có nguyên hàm của 1 phần x bình thì bằng trừ 1 phần x cộng c. Được chưa? Như vậy thầy thay vào công thức thầy được là trừ 2 nhân cho 1 phần x cộng c. Viết lại biểu thức thầy có được là x mũ 3 chia cho 3 trừ 2 phần x cộng c. Như vậy qua bài tập này chúng ta cần nhớ với nhau một công thức nữa. Đó là công thức gì đây? Công thức nguyên hàm của một phần x bình bằng trừ một phần x cộng c điều kiện là x khác không bởi vì sau này các em sẽ sử dụng rất nhiều cho công thức này nên là chúng ta cần ghi nhớ công thức này một lần nữa nguyên hàm một phần x bình bằng trừ một phần x cộng c Thì vậy chúng ta cùng xét bài tập số 5 như sau tìm một nguyên hàm f lớn x của hàm số f nhỏ x bằng e mũ x cộng 2x thỏa mãn f lớn 0 bằng 3 phần 2. Như vậy chúng ta quan sát lại ha. bốn bài toán đầu tiên thầy cho các em là x thuộc vào một khoảng cho trước. Bài toán số 5 này chúng ta không có. Như vậy, đối với những bài toán mà chúng ta không cho x thuộc vào một khoảng cho trước, ta sẽ tìm nguyên hàm của fx trên tập xác định của nó. Như vậy ta nhìn lại bài toán ha ở đây người ta yêu cầu là tìm một nguyên hàm như vậy trước hết thầy cứ đi tìm họ nguyên hàm cái đã thầy tìm cái gì đây nguyên hàm của fx bằng thầy thay fx vào thầy có nguyên hàm của e mũ x cộng 2 x thầy lấy nguyên hàm ha e mũ x nguyên hàm bằng e mũ x 2 x nguyên hàm bằng 2 nhân x bình phương chia cho 2 cộng c thu gọn thầy được e mũ x cộng x bình phương cộng C Ở đây E mũ X cộng X bình phương cộng C là họ nguyên hàm của Fx Như vậy đề bài chỉ yêu cầu chúng ta tìm gì đây Một nguyên hàm Một nguyên hàm Thỏa mãn điều kiện là F lớn 0 bằng 3 phần 2 Nên thầy sẽ thay 0 vào X Và thầy mục tiêu của thầy phải tìm được C Thầy thay 0 vào thầy được F lớn 0 bằng 3 phần 2 thay không vào ta có e mũ 0 cộng không bình cộng c bằng 3 phần 2 như vậy thầy thực hiện tìm c ha như vậy thì có kết quả c bằng 1 phần 2 rồi thầy đã xác định được c chưa có c rồi thì sẽ tìm được một nguyên hàm thỏa mãn điều kiện là f lớn x bằng e mũ x cộng x bình cộng 1 phần 2 thì chúng ta nhìn lại bài toán số 5 ha. Ở đây chúng ta yêu cầu tìm là một nguyên hàm thôi, được chưa? Nên chúng ta phải tìm được C và chúng ta xác định cụ thể là f lớn của chúng ta là cái gì. Được chưa ha? Nhấn mạnh bài toán của chúng ta như vậy. Như vậy, thầy với các em cùng xét thêm một ví dụ nữa để chúng ta làm rõ hơn bài toán tìm C. Bài toán số 6. Tìm một nguyên hàm f lớn x của hàm số f nhỏ x bằng cos 2x chia sin bình phương x nhân cos bình phương x thỏa mãn f b chia 4 bằng trừ 3. Rồi, thì thầy cũng giống như bài số 5, thầy đơn giản thầy tìm f ha, f lớn ha. Thì thầy có được là f lớn bằng nguyên hàm của f nhỏ bằng nguyên hàm của cos 2x chia sin bình phương x nhân cho cos bình phương x thay công thức ha công thức lượng giác cơ bản chúng ta có là cos 2x bằng cos bình x trừ sin bình x vậy thầy thay có 2 x bằng cos bình x trừ sin bình x ta có nguyên hàm của cos bình x trừ sin bình x chia cho sin bình x nhân cos bình x quan sát thầy cũng thấy được là đây ở dạng gì ta a trừ b chia cho c thì tương tự thầy sẽ có được là a chia cho c trừ B chia cho C Được chưa? Như vậy tắt thì được là 1 phần sin bình Trừ 1 phần cos bình Như vậy ta lấy nguyên hàm của 1 phần sin bình x Trừ 1 phần cos bình x Rồi thầy lấy nguyên hàm thầy được là Trừ cô tan x Trừ tan x cộng C Tương tự Ở bài tập số 5 Ta cần xác định C Như vậy ở đây thầy có một dữ kiện là F lớn bc 4 bằng chi 3 Vậy là thay pi chia 4 vào x ta được trừ cô tan pi chia 4 trừ tan pi chia 4 cộng c bằng trừ 3. Rồi, thầy tìm c thôi. Lúc này thầy tìm được c của chúng ta bằng trừ 1. Vậy ta xác định được f lớn bằng trừ cô tan x trừ tan x trừ 1. như vậy để áp dụng các công thức nguyên hàm cơ bản thì chúng ta cần áp dụng một cách linh hoạt các em cần nhớ các công thức nguyên hàm cơ bản và công thức nguyên hàm cơ bản không thể giải quyết tất cả các bài toán được như vậy chúng ta cần sử dụng một số phương pháp để giải quyết nó trong đó ngày hôm nay thầy sẽ cùng với các em nghiên cứu phương pháp đầu tiên đó là phương pháp đổi biến số Đầu tiên thầy sẽ nhắc các em về định lý số 1 như sau. Nếu nguyên hàm của F nhỏ U bằng F lớn U cộng C và U bằng UX là hàm số có đạo hàm liên tục thì nguyên hàm của F nhỏ UX nhân U phẩy X bằng F lớn UX cộng C. Chúng ta có một hệ quả như sau. Với U bằng AX cộng B, A khác không ta có nguyên hàm của f ax cộng b bằng 1 phần a nhân f lớn ax cộng b cộng c. Nhờ hệ quả này, thầy cùng với các em sẽ có vài công thức nguyên hàm mở rộng như sau. Áp dụng cho ax cộng b, điều kiện của ta là a thuộc vào r hiệu đi không, còn b thì thuộc vào r. Rồi, đầu tiên công thức là nguyên hàm của x mũ alpha bằng x mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 cộng c. Mở rộng cho ax cộng b ta được nguyên hàm của ax cộng b mũ alpha bằng 1 phần a nhân ax cộng b mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 cộng c. Như vậy về cơ bản thì chúng ta sẽ lấy nguyên hàm như nhau nhưng chúng ta chỉ cần nhân thêm cho gì ạ? 1 phần a. Tương tự, thầy có nguyên hàm của 1 phần x bằng log nebe trị tuyệt đối x cộng c. Vậy thầy mở rộng cho ax cộng b, thầy có nguyên hàm 1 phần ax cộng b bằng 1 phần a nhân log nebe trị tuyệt đối ax cộng b cộng c. Tương tự, thầy có nguyên hàm của e mũ x bằng e mũ x cộng c. Nên khi thầy mở rộng cho ax cộng b, thầy cũng có nguyên hàm của ax e mũ ax cộng b bằng 1 phần a nhân e mũ ax cộng b cộng c và nguyên hàm của cos x bằng sin x cộng c mở rộng cho ax cộng b thầy cũng được nguyên hàm của cos ax cộng b bằng 1 phần a nhân sin ax cộng b cộng c và cuối cùng Nguyên hàm của sin x bằng trừ cos x cộng c. Thầy mở rộng cho ax cộng b thầy cũng được. Nguyên hàm của sin ax cộng b bằng trừ 1 phần a nhân cos ax cộng b cộng c. Ở đây thầy chỉ mở rộng cho các em năm công thức. À, những công thức còn lại chúng ta có thể tự à, thực hiện để chúng ta có thể khắc sâu hơn những cái công thức này. Để áp dụng nguyên hàm mở rộng thì thầy về cùng với các em xem xét một số bài tập như sau. Chúng ta cùng đến với bài tập số 7. Tìm nguyên hàm của hàm số fx bằng cos 2x cộng sin 3x. Vì đầu tiên câu hỏi đặt ra là có thể áp dụng được công thức nguyên hàm cơ bản không ạ? À, nó khác khác đúng không ạ? Về công thức nguyên hàm cơ bản chúng ta chỉ có nguyên hàm của sin x và cos x. Ở đây là cos 2x và sin 3x nên thầy sẽ thực hiện phương pháp nguyên hàm mở rộng. Đầu tiên thầy lấy nguyên hàm của fx thầy bằng nguyên hàm của cos 2x cộng sin 3x. Theo tính chất số 3 thì ta có được là bằng nguyên hàm của cos 2x cộng nguyên hàm của sin 3x. Được chưa? Rồi, thầy có công thức là nguyên hàm của cos ax cộng b bằng 1 phần a nhân sin ax cộng b cộng c như vậy thầy cần xác định a a ở đây chúng ta là cos 2x vậy a là 2 nên thầy có là 1 phần 2 nhân sin 2x tương tự thầy có công thức là nguyên hàm của sin ax cộng b bằng trừ 1 phần a nhân cos ax cộng b cộng c thầy cũng xác định a a của chúng ta là 3 nên ta được là trừ 1 phần 3 cos 3x và cộng c. Các em cùng nhìn lại hai công thức nguyên hàm mở rộng của sin và cos. Như vậy để hiểu thêm về công thức nguyên hàm mở rộng, thầy cùng với các em xét bài tập số 8 như sau. Tìm nguyên hàm của hàm số fx bằng e mũ trừ x cộng 2x cộng 5 tất cả mũ 7 Như vậy đầu tiên thầy cũng đi tìm nguyên hàm ha nguyên hàm Fx bằng nguyên hàm của E mũ trừ x cộng 2x cộng 5 tất cả mũ 7 Rồi tương tự thầy có công thức là nguyên hàm của E mũ AX cộng B bằng 1 phần A nhân E mũ AX cộng B cộng C Như vậy thầy xác định ha ở đây A chúng ta là trừ 1 nên thầy có là 1 chia cho trừ 1 nên thầy được kết quả là trừ 1 nhân cho e mũ trừ x. Ta có công thức số 2 là nguyên hàm của ax cộng b mũ alpha bằng 1 phần a nhân ax cộng b tất cả mũ alpha cộng 1 chia alpha cộng 1 cộng c. Như vậy hãy xác định a à, a là 2 hay là 5 các em? A là 5 à? À không, là hệ số trước x nên ta có a là 2 nên thầy được là cộng 1 phần 2 nhân 2x cộng 5 tất cả mũ 8 chia cho 8 cộng c và thầy thu gọn biểu thức thầy được trừ e mũ trừ x cộng 1 phần 16 2x cộng 5 tất cả mũ 8 cộng c Như vậy thầy cùng với em đã đi được 8 ví dụ à, Chúng ta cùng đến với bài tập số 9 để làm rõ hơn về các phương pháp tính Như vậy thầy cùng các em vào bài tập số 9 như sau Bài tập bài 9 tính nguyên hàm của x bình phương trừ 2x cộng 2 chia cho x trừ 1 Rồi chúng ta quan sát ha Ở đây chắc chắn là không thể áp dụng à, nguyên hàm cơ bản rồi nè Cũng không thể áp dụng nguyên hàm mở rộng liền được Được chưa thì đầu tiên thầy quan sát ha, biểu thức ở tử đang là bậc 2, biểu thức ở mẫu đang là bậc 1. Người ta thấy được là bậc tử lớn hơn bậc mẫu hay nói tổng quát dạng toán này là bậc tử sẽ lớn hơn bằng bậc mẫu, thầy thực hiện như sau. thôi, Khi bài toán là bậc tử lớn hơn bậc mẫu, cần tính nguyên hàm, ta sẽ chia đa thức cho đa thức. Như vậy, khi chia đa thức cho đa thức thì được kết quả như sau nguyên hàm của x 1 cộng 1 phần x 1 rồi đơn giản rồi ha ta lấy nguyên hàm ta được là nguyên hàm của x là x bình phương chia cho 2 nguyên hàm của 1 là x nguyên hàm của 1 phần x 1 là lóc nê -bê chỉ tự đối x 1 cộng c Vậy thầy cùng với các em chúng ta đã đi qua những bài tập khá là cơ bản của phần nguyên hàm. À, để mở rộng hơn thì thầy cùng với các em à, chúng ta sẽ đến với bài tập số 10 như sau. À, thầy trích từ đề trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số fx bằng 2x 1 chia x cộng 1 bình phương trên khoảng từ -1 tới cộng vô cùng là ta có 4 phương án A B C và D. Rồi các em cùng suy nghĩ với thầy. Vậy hồi nãy thầy nói là à, có một cái gì đó phân thức đúng không ạ? À? Và chúng ta phải thực hiện phép phép chia. Như vậy đối với toán này chúng ta có cần thực hiện phép chia không? Hay là ta có thể áp dụng phép chia đó không? À, không được đúng không? Bởi vì bậc tử ở đây nhỏ hơn bậc mẫu nên ta sẽ sử dụng một kỹ thuật khác. Là gì đây? Ta sẽ biến đổi sao cho tử xuất hiện biểu thức x cộng 1 ở mẫu nên ta được nguyên hàm của 2 nhân x cộng 1 trừ 3 chia cho x cộng 1 bình phương. Rồi, thầy biến đổi, thầy ra được là nguyên hàm của 2 phần x cộng 1 trừ 3 phần x cộng 1 bình phương. Lấy nguyên hàm, ta được 2 nhân lốc b trị tuyệt đối x cộng 1 cộng 3 chia cho x cộng 1 cộng c Rồi ta chọn đáp án ha U chết rồi Thì phải chăng là à, đề bài của chúng ta sai rồi ta Phải không? Tại vì chúng ta ra chị mà Ở trên đây đâu có chị tuyệt đối đâu Ồ, ừ, Như vậy chúng ta cần nhìn lại đề bài ha Đề bài yêu cầu là họ tất cả các nguyên hàm của hàm số F nhỏ x trên khoảng trừ 1 tới cộng vô cùng Như vậy ta chưa xét trên cái khoảng trừ 1 tới cộng vô cùng thì nó ra cái gì? Đúng không ạ? À? Như vậy thầy xét ha X thuộc từ trừ 1 tới cộng vô cùng nên X sẽ lớn hơn trừ 1 X lớn hơn trừ 1 suy ra được là X cộng 1 sẽ lớn hơn không Nên ta khi ta phá trị tuyệt đối này thì ta vẫn giữ nguyên biểu thức ta được 2 nhân lốc nebe x cộng 1 cộng 3 phần x cộng 1 cộng c. Như vậy giờ thì chúng ta nhìn thấy phương án rồi đúng không ạ? Vậy đáp án của bài toán là đáp án B. Như vậy qua bài tập số 10 các em cần nhớ là khi thực hiện một bài toán chúng ta cũng phải quan tâm tới điều kiện X nó thuộc vào đâu để chúng ta tìm được một kết quả của bài toán một cách chính xác. Như vậy thầy cùng với các em sẽ đi vào ví dụ số 11. Ví dụ số 11, bài tập số 11 như sau. Cho F lớn X bằng ax cộng b tất cả nhân cho e mũ x là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x bằng 3x cộng 4 nhân cho e mũ x. Khi đó a trừ 2b bằng phương án a trừ 1, phương án b 1, phương án c 4, phương án d trừ 4. Như vậy thầy cùng các em phân tích bài toán ha. Người ta cho f lớn x là một nguyên hàm của f nhỏ x. Đúng không? Như vậy, theo định nghĩa thì ta có là đạo hàm của f lớn x sẽ bằng f nhỏ x, được chưa? Rồi, đầu tiên là thầy đi tính với tay trái trước, là tức nghĩa là thầy tính đạo hàm của f lớn x. Như vậy thầy thay vào thầy có được là đạo hàm của ax cộng b nhân e mũ x. Rồi, ở đây có dạng gì ta? U nè, nhân v nè, đạo hàm nè. Như vậy theo công thức lớp 11 ta có là u nhân v đạo hàm bằng u đạo hàm nhân v cộng v đạo hàm nhân u với u ở đây chúng ta xác định là ax cộng b và v ở đây là e mũ x nên ta được kết quả a nhân cho e mũ x cộng ax cộng b nhân cho e mũ x như vậy ở đây thầy sẽ tiến hành đặt là e mũ x nhân tử chung thì ta được kết quả là ax cộng a cộng b tất cả nhân cho e mũ x rồi nãy thầy có là đạo hàm f lớn x bằng F nhỏ x đúng không? Thì thế vào thì được là AX cộng A cộng B tất cả nhân cho m1x bằng 3X cộng 4 nhân cho m1x Rồi thầy tiến hành đồng nhất hệ số ta có A bằng 3 và A cộng B sẽ bằng 4. Như vậy thầy giải được là A bằng 3 và B của ta sẽ bằng 1. Như vậy thay vào A trừ 2B bằng 3 trừ cho 2 nhân 1 bằng 1. Như vậy đáp án của bài toán là câu B. Chúng ta cùng đến với bài tập số 12. Cho hàm số Y bằng Fx có đạo hàm liên tục trên đoạn 13 thỏa mãn F1 bằng E và Fx bằng X nhân Fx trừ X bình phương nhân E mũ X tính F2. Phương án A, E. Phương án B, 2 E bình phương Phương án C E bình phương Phương án D 2 cộng E Như vậy ta cùng nhìn vào dữ kiện bài toán Thì ta có được là Fx bằng x nhân Fx, f phải x Trừ X bình phương nhân x E mùi x Thầy sẽ tìm mối quan hệ giữa Fx và f phải x Để tìm được mối quan hệ đó thì thầy sẽ Đưa Fx và f bình phương về cùng một vế Ta được x nhân cho f'x trừ f'x bằng x bình phương nhân e mũ x. Rồi, quan sát hai các em ha. Ở đây thầy quan sát thấy nè, nếu thầy đạo hàm của x nè, có phải thầy ra số 1 chỗ này không? Nên thầy có ha, x nhân f'x trừ x đạo hàm nhân f'x bằng x bình phương nhân e mũ x. Được chưa? Rồi, lớp 11 chúng ta học là u chia v đạo hàm thì bằng u đạo hàm nhân v trừ v đạo hàm nhân u chia cho v bình rồi thầy quan sát bên đây thì có phải nếu thầy xem fx là u không thầy cũng nói là u đạo hàm nè nhân v nè trừ nè v đạo hàm nè nhân u nè như vậy ta thiếu đi gì ạ v bình phương và ta quan sát bên vế tay phải ta cũng có là x bình phương nên thầy tiến hành chia hai vế cho x bình phương tại sao thầy có được quyền chia hai vế X bình phương ạ à? Bởi vì x thuộc vào đoạn 1 3 nên x bình phương khác không. Ta có quyền chia hai vế cho x bình phương. Như vậy, theo công thức thì thầy có được là fx chia cho x tất cả đạo hàm bằng e mũ x. Rồi, thầy lấy nguyên hàm hai vế, thầy được là fx chia x bằng nguyên hàm của e mũ x. Rồi, thực hiện lấy nguyên hàm, ta được fx chia x bằng e mũ x cộng c thầy nhân hai vế cho x ta được fx bằng x nhân e mũ x cộng c x như vậy thầy cần xác định f2 thầy cần tính f2 ha nhưng mà đề bài toán cho ta f1 bằng e nên khi đó ta có sử dụng dữ kiện f1 bằng e ta được ha ta thay 1 vào thì ta được là 1 nhân cho E mũ 1 cộng C nhân 1 bằng E Ta tìm được C bằng 0 Được chưa các em Ta có C bằng 0 rồi thì ta chỉ cần đơn giản Thay vào Đây ta được kết quả là Fx ta bằng X nhân cho E mũ X Để tính F2 thì các em chỉ cần đơn giản ta cầm Số 2 Ta lấy số 2 Ta thế vào Ta được F2 bằng 2 nhân cho E bình phương Như vậy đáp án cuối cùng của bài toán là B Như vậy sau 12 bài tập thầy hy vọng là chúng ta đã cùng học hỏi ở nhau nhiều kiến thức à, thầy cần các em nhớ lại cho thầy là về định nghĩa của đạo hàm thứ hai là chúng ta cần nhớ lại tính chất của đạo hàm thứ ba chúng ta cần nhớ lại nguyên hàm của một số hàm số thường gặp à, cũng như là nguyên hàm à, cơ, cơ bản cũng như là mở rộng à, chúng ta cùng nhau làm bài tập số 2 sách giáo khoa trang 100 101 để cùng ôn tập kiến thức đó à, tiết học cũng à, đã kết thúc À, thầy hy vọng là 45 phút vừa qua, thầy đã giúp cho các em có được củng cố cũng như là có những bài tập mà chúng ta mở rộng hơn. À, thân ái, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở tiết học lần sau.